Rainbow. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần dự thi của công ty ASTI Việt Nam với liên khúc Cầu Hôn, Ngẫu Hứng, Lý Qua Cầu, với phần dự thi của đơn ca Tạ Thị Trang Anh và nhóm múa Phù Họa. Chúng tôi xin được lưu ý các đơn vị sẽ lưu ý tới tiết mục dự thi của đơn vị mình. Bây giờ thì chúng ta đang cùng chuẩn bị đến với phần dự thi của công ty ASTI Việt Nam. Sau phần dự thi của ASTI Việt Nam sẽ là phần dự thi của Sinjitech Việt Nam. Các đơn vị chúng ta chuẩn bị đến tiết mục dự thi của mình. Tình yêu xưa hay nay đều bắt đầu từ những cảm xúc, sự rung động. Nhưng cách thể hiện ấy nó khác nhau lắm. Giờ đây người con gái có thể nói lời yêu trước như: hôm nay em mặc một chiếc váy rất đẹp, đi trên đôi giày mòn thót anh đã tặng. Đôi tay em cầm đóa tức thở hoặc khi xưa anh thích mình hẹn nhau trên ngọn đồi đón nắng gió. Em có mang chiếc radio cùng bà nhà chờ em anh nhé. Em sẽ bước đêm bên anh vẫn nói anh có yêu em không, có muốn về nhà với xây đủ lớn để dù rời xa ta vẫn có nhau. Anh lấy em không, có muốn về nhà với em không? Đừng lặng im như thế, trả lời em đi, đừng bắt em phải mong chờ. Đừng lặng im như thế, trả lời em đi, đừng bắt em phải mong chờ. Còn bây giờ chúng ta hãy ngược lại quá khứ, ngược lại với những câu chuyện tình yêu thời ông bà, thời cha mẹ, để ta phải nói rằng tình yêu ngày xưa đẹp đến nhường nào. Bằng lòng đi em về với quê anh, một cù lao xanh, một dòng sông xanh, một vườn cây xanh hoa trái đưa. Thuyền nai qua sông, nụ cười mênh mông. Bằng lòng đi em, mùa mưa
cầu che dẫu khó đưa dâu, bằng lòng theo anh dưới mái tranh nghèo. Về đây người quê chỉ có tấm lòng, có chiếc xuồng ba lá để yêu nhau. Sông nước chảy liêu xiêu, anh thấy em nhỏ xíu, nhỏ xíu anh thương. Ôi những đêm ngắm sông nhớ em buồn muôn không, mình anh cả điều lý quá. Bằng lòng theo anh, bằng lòng đi người yêu nhỏ bé, khúc dân ca bắc cầu anh tới, ngàn chúng ta dù nắng dù gió, đứng trong nhau bên cầu thương nhớ, ngàn chúng ta dù nắng dù gió, mà không phải. Vì em bằng lòng theo anh, bằng lòng vì em bằng lòng theo anh, bằng lòng vì em. Đã hoàn thành rất xuất sắc phần dự thi ngày hôm nay. Xin cảm ơn và chúc mừng các anh chị.